Chuyện thứ 25. Ngày thầy trở lại. Bà Út kể lại mẫu chuyện như sau. Lúc còn ở tổ đình, có lần thầy qua nhà ông Út. Lúc đó có đủ mặt ông Út và ba Út. Đức thầy nói: "Sau này có thời gian tôi vắng, tín đồ tôi không một ai biết tôi ở đâu mà tìm, làm cho tín đồ tôi phải buồn tủi lắm. Nhưng đó chẳng qua là một cơn thử thách thôi." Thầy nói tiếp: "Ông Út, bà Út biết không, lần trước họ bắt tôi không cho họ bắt. Nhưng lần sau tôi đến thì cho họ bắt. Lúc đó tôi dùng hóa thân cho họ bắt tôi, từ đó làm cho tôi xa vắng tín đồ tôi luôn." Ông Út hỏi: "Rồi thầy về không thầy?" Đức thầy đáp: "Về chứ, nhưng ông nên nhớ là tôi sẽ về nguyên xác cũ, nghĩa là tôi đi sao về vậy, chứ không có gì thay đổi hết." Ông Út hỏi: "Như vậy thầy về luôn hay sao á thầy?" Đức thầy đáp: "Không, tôi chỉ về một thời gian ngắn để sắp xếp công chuyện rồi đi nữa. Mà tôi báo cho ông Út, bà Út hay nè. Khi mà tôi vắng mặt rồi á, ở nhà có chư thần ghi chép hết, các việc làm không sai một mấy. Khi tôi về thì các ông đem nạp sổ, cuốn nào cuốn nấy dày cộm hà. Kẻ nào chân tu, kẻ nào giả tu, giữ giới hay không giữ giới, hung ác hay lương hiền, đều được kiểm soát kỹ lưỡng hết. Khi tôi xét bộ sổ rồi mới niêm yết lại, từ đó về sau không ăn năn sám hối được nữa. Nhưng tôi về chỉ có 7 ngày là lại vắng mặt nữa." Ông Út hỏi: "Sao thầy về mau quá vậy?" Ông Út hỏi tới đây, thầy lộ sắc buồn, châu đôi mày nói: "Vì lúc đó là thời kỳ của năm chèo nổi lên, sát phạt nhân sanh chết vô số kể. Nếu tôi ở lại thì làm sao khỏi động lòng, mà ra tay bắt nó sớm thì sẽ có tội với thiên đình, nên phải vắng mặt để nó trị hết người hung rồi mới trở về mà thâu nó." Đức thầy nói tiếp: "Khi mà năm chèo nổi lên, không phải nó nuốt riêng một nước mình ngang ông Út bà Út, mà các nước cũng bị nó nuốt nữa à. Nếu là người hung, nó nuốt hết, mà còn người hiền thì ở đó nó chẳng làm gì. Tu hành như bà Út đây á thì đứng coi chứ ở sao đâu. Còn người hung dữ thì chư thần lôi cổ lại cho nó nuốt, đến khi nó no thì cắn rẫy bỏ, cho đến máu chảy thành sông, thầy trôi lỉnh nghỉnh. Chừng đó ai muốn vớt thầy á thì xuống chợ mới mà vớt." Lúc mà 18 nước thấy vậy, đem bơm to nè, súng lớn, đại bác, thần công, máy bay, tàu chiến đến để trừ nó. Nhưng mà đâu có trừ được, bởi nó có phép thần thông. Nên khi cường quốc đem vũ khí tối tân đến, đều bị nó phun lửa cháy hết. Rồi nó còn dùng phép bay lên hư không, phun lửa đỏ trời, làm cho các nước đều kinh sợ. Bây giờ họ mới hội kiến với nhau để tìm phương pháp trị nó, nhưng tất cả đều bó tay. Cuối cùng thì họ mới đặt bàn cầu nguyện, nhờ Phật trời cho có một bậc đức rộng tài cao ra tay cứu thế, cho họ thì phải chịu đầu hàng. Lúc đó tôi mới đi trên mặt nước mà trở về, hỏi các ông cường quốc: "Sao, các ông có cách nào để trị nó nữa không?" Các cường quốc 18 nước đồng đứng lên nói: "Thưa ngài, chúng tôi không còn cách nào để trị nó nữa hết." Thầy nói: "Nếu như vậy, các ông đứng qua một bên đi, để tôi thâu nó cho." Còn năm chèo, từ khi mà biết thầy về, nó lặng mất,
không còn tâm dạng, dùng thần thông kêu lên một tiếng tức thì nó nổi lên. Từ thân hình thì to lớn dị thường, nó rùng mình một cái á, bỗng biến ra nhỏ lại. Và không phải hình con sấu năm chèo, mà là một con lông mã. Lông mã liền chạy tới trước mặt thầy, quỳ hai chân trước xuống. Con lông mã này trên lưng nó có hàm ấn rõ ràng. Khi đó thầy lên lưng cưỡi nó, lông mã liền chạy đi biểu diễn. Ban đầu là trên mặt đất, kế chạy trên mặt nước, sau cùng lại chạy giữa hư không, như là ở trên đất liền á. Luận giải: ngược dòng sử đào, ta thấy sự vắng mặt khá dài của Đức Tôn Sư đã để lại cho các đệ tử trung kiên biết bao nỗi buồn tủi, đau xót. Điểm này đâu phải là thầy không thấu hiểu cho ta. Hơn nữa, là một vị Phật lâm phàm thì có điều gì mà ngài không thông đạt. Nhưng dù cho Đức Thế Tôn còn trụ tại thế cũng chẳng làm gì khác hơn, bởi do nghiệp quả của chúng sanh, và đó cũng là cơ thử thách. Cho nên chúng ta phải đợi cơ thiên địa xây vần đến, chờ cuộc phong lôi đổi vận lành. Trích Muốn Lánh Phồn Hoa. Hơn nữa, một cuộc chọn lọc để chuyển biến con người từ hạ nguân trở lại thượng nguân thánh đức đâu phải là một chuyện giản đơn. Thế nên, chẳng những ngài đã báo trước trong nhiều đoạn sấm thi, mà còn nói riêng ở nhiều câu chuyện khác về sự vắng mặt của ngài. Có điều ta cần lưu ý, dù là tiên đạo hay Phật đạo, nếu đã thử thách đệ tử, tất nhiên phải đòi hỏi ở sự khó khổ, nhẫn nại trường kỳ mới biết được sự kiên trinh bền chí của đệ tử ra sao. Chớ đâu thể một sớm một chiều thì sinh được chẳng đầu lãnh thưởng bao giờ. Về việc năm chèo thì ngài cho biết: con sông nước chảy vòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng, bá gia mới biết người khùng là ai. Trích trong quyển 1 Khuyên Người Đời Tu Niệm. Chẳng những thâu con lòng ác nghiệt, mà Đức Thầy còn hàng phục chư bang như câu: khùng mới nói chơi, chư bang hàng phục. Trích trong Hổ Họ Khoan. Thâu cho được con lòng ác nghiệt thì khắp nơi mới biết mến yêu. Sa Đéc trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm Dược Thảo Dụ thứ 5, Phật tỉ dụ ông trưởng giả: thấy các con về ỷ lại cha thương lo cho mình, rồi không nghe lời cha dạy. Cha biết con có bệnh, nhưng không lo tìm thuốc. Cha khuyên dạy mà chẳng nghe lời, nên ông tìm cách lánh mặt. Trước khi lánh mặt, ông tìm cách dạy con ở nhà lo uống thuốc, và chỉ rõ cái lợi ích của người biết dùng thuốc, cái hại của người có bệnh không lo uống thuốc, vân vân. Khi ông vắng mặt, các con vì thương nhớ cha mới suy gẫm lời dạy của cha. Giờ trước kia mình không nghe, nay phải khổ, phải chịu mất cha. Từ đó họ ăn năn sám hối, lo dùng thuốc đúng liều nên lành mạnh. Bấy giờ cha về mới được sum họp an vui. Ông trưởng giả khéo tạo phương tiện để vừa thử thách vừa thức tỉnh con, đó chính là Đức Thích Ca Từ Phụ. Chúng ta hôm nay cũng thế, sự vắng mặt khá lâu dài của Đức Thầy là một cơ thử thách, mà cũng là một phương tiện khéo léo của Đấng Cha Lành. Thế nên, nếu ta biết nghe lời Thầy dạy mà dùng thuốc, tức tu theo giáo lý của ngài để trị cho hết bệnh tà quấy, mê si, thì nhất định ngày long hoa sẽ có mặt. Dầu cho nay xa cách sở tề, sau thầy tớ gặp nhau Phật cảnh. Sa Đéc. Ngoài ra, người thiện tín còn được ban thưởng xứng vị, xứng ngôi,
và được coi hội của Phật Tiền chuyển lập như câu: Dương trần bỏ bớt tánh tham, đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác gian, để sau coi hội coi hàng, coi tiên coi Phật mới ngoan bớ trần. Trích trong quyển 3 Sám giảng. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni Sô ha.